muốn thành công phải qua nhiều thất bại. Trên đường đời thì có dạy mới có khôn. Đem đau thương để tôi luyện tâm hồn. Một lần ngã để bao lần vững bước. Vững tay lái cho thuyền con vượt biển. Chắc tay cương cho ngựa nhỏ băng ngàn. Qua khó khăn với khổ ải lầm than. Ta tin tưởng một ngày mai tươi sáng. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Thì xuyên qua cái clip này á, chúng tôi cảm nhận được á, là chắc cô Lưu Y Đào cũng đã rút ra được nhiều cái bài học trong cái clip của chúng tôi thuyết giảng. Và cái điều mà chúng tôi nghĩ là trong cuộc sống thực tế, những gì mà cô trải nghiệm qua suốt một thời gian dài để mà lèo lái con thuyền, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Tường, đứng vững cho đến ngày hôm nay. Trải qua bao nhiêu là sóng gió khó khăn, đặc biệt là 2 năm qua, năm Tý, năm Sửu đó, dịch bệnh, 2 năm Tý Sửu gian nan, dịch bệnh lây nhiễm tràn lan tứ bề, Nhâm Dần năm mới đã về, chúc cho hạnh phúc tràn trề muôn nơi. Từ những thước phim tư liệu, chúng ta có thể rút ra nhiều cái bài học cho mỗi người, mỗi cá nhân mà chúng ta ngồi ở đây tham dự cũng như xem qua chương trình phát trực tiếp trên các cái trang mạng Facebook hay là TikTok hay là YouTube vân vân. Cái bài học mà chúng tôi nghĩ rất là cần thiết đó là cái niềm tin mà trong nhà Phật gọi là cái tín lực. Trong nhà Phật dạy có 5 cái sức mạnh để chúng ta phát huy và phá vỡ cái màn vô minh để mà thấu rõ được lý tứ diệu đế. Ở trong đó chân lý thứ nhất hay đế thứ nhất đó là khổ đế, thứ hai là tập đế, thứ ba là diệt đế và thứ tư là đạo đế. Trong 5 sức mạnh này thì gồm có thứ nhất là tính lực, thứ hai là tấn lực, thứ ba là niệm lực, thứ tư là định lực và thứ năm là tuệ lực, mà nhà Phật chúng tôi gọi tóm tắt là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Người nào mà có 5 cái sức mạnh này thì sẽ vượt qua, khắc chế được 5 loại truyền cái. Nivarana. Truyền cái là gì? Truyền cái là những cái pháp ngăn che, chướng ngại trên cái con đường mà tu tập, trên con đường hành pháp. Cũng tạm thể gọi là những cái gì mà nó cản trở trên cái con đường mà chúng ta kinh doanh hay là chế tác ra một cái sản phẩm nào đó. Vừa qua chúng ta thấy cái sản phẩm nụ trầm hương, chúng ta xem qua cái thước phim tư liệu thì chúng ta thấy cô Lưu Y Đào quá ư là vất vả. Nào là thức khuya dậy sớm, nào là phải căng cái đầu ra, nào là phải dò tìm, nào những cái nguyên lý vân vân. Chúng tôi không thể nói được cái, những cái từ chuyên môn, nhưng mà chúng tôi cảm nhận được rằng là phải rất là vất vả để mà ra được một cái sản phẩm trao đến tay người tiêu dùng. Và sản phẩm này được xem như là một cái sản phẩm tốt cho sức khỏe vân vân. Điều đầu tiên mà chúng ta phải có đó là cái niềm tin.
ta tin tưởng một ngày mai tươi sáng. Vì cuộc đời này thì dù đục dù trong, con sông vẫn chảy. Đúng rồi. Dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay người tu hành, cũng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời là méo mó, sao ta không tròn tự nơi tâm. Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm, những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời là trơn láng thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Trên cuộc đời ai cũng có thể tiến xa, nếu vấp ngã phải biết vươn mình đứng dậy. Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. Xin một tràng vỗ tay. Như vậy thì sự thành công, niềm hạnh phúc nó không phải dành riêng cho một người nào đó, mà ở đây là đòi hỏi ở sự niềm tin và cái sự tinh tấn nỗ lực cố gắng của từng cá nhân con người. Chia sẻ đến đây thì đặc biệt là hôm nay chúng tôi có mặt trong một cái sự, trong một cái chương trình sự kiện ra mắt một cái sản phẩm nụ trầm hương mà thuộc về công ty Phong Thủy. Thì để có một cái sự thành công theo cái nhìn của Phật giáo, chúng ta phải hội tụ ba yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất mà danh từ Phật học gọi là phải có cái tiền nghiệp quá khứ. Mà mình dùng cái từ là phải có cái duyên lành trong quá khứ. Hoặc là một cái từ dễ hiểu là phải có công đức tạo trong đời trước. Vì Phong Thủy hình như cũng có một câu là tiên tích đức mới hậu tầm long. Muốn tìm được cái long mạch để hanh thông cho công việc làm ăn của mình vân vân, về sức khỏe, về tài lộc vân vân, thì tối thiểu chúng ta phải, điều đầu tiên chúng ta phải làm gì? Phải tích đức. Thì ở đây là chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta phải có cái tiền nghiệp quá khứ cho tốt. Chúng tôi rất tâm đắc cái câu mà cô Hương, một người bạn thân thiết của CEO Lưu Đào chia sẻ là tin vào nhân quả. Vì chúng tôi thường hay nói rằng là vui vẻ thì khỏe liền, buồn phiền thì sanh bệnh, nhường nhịn thì bình an, mà bi quan là tự sát. Chỉ có giải thoát mới tự do, thiền to là sống cả, vô ngã mới vô ưu, đa mưu thì đa quán, đông bạn thì lắm phiền, nhiều tiền thì lắm bạc, làm ác thì gặp ác, tự tác thì tự lo, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi, từ bi là cõi phúc, nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra, nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Như vậy thì chúng ta phải có cái tiền nghiệp quá khứ cho tốt. Phật giáo chủ trương rằng là dục tri tìm thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình tạo nhân gì, tốt hay xấu, thì hãy xem cái quả mình gặt trong đời này. Và muốn biết đời sau mình sẽ đón nhận hay gặt những cái quả gì, thì xin mời chúng ta hãy xem cái nhân chúng ta gieo trong đời này. Cái câu của cô Hương chia sẻ chúng tôi không nhớ trọn nguyên một văn, mà chúng tôi nhớ rằng là nếu chúng ta sống đúng với nhân quả, làm điều tốt thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công hay gì đó. Tôi nghe loáng thoáng mà chúng tôi không có nắm hết cái nguyên văn của cô Hương nói, nhưng mà chúng tôi nghe hiểu được rằng là nếu chúng ta cứ tạo những cái nhân lành đi, mình cứ sống tốt đi, thì tự nhiên trời Phật sẽ an bài cho mình. Trời nào hãy người có nhân, người mà có phước á, muôn phần vinh hoàng. Những người mà tâm địa gian tà, cuối cùng chỉ chuốc toàn là khổ đau, theo cái luật nhân quả.
Thì hôm nay chúng tôi xin được triển khai thêm một chút cái luật nhân quả. Nhân quả là một định lý bất di bất dịch. Ví dụ 1 cộng với 1 là 2, 2 cộng 2 là 4. Trồng cây cam thì hưởng cây cam, mà trồng cây ớt thì hưởng cây ớt. Nó rõ ràng lắm, rất là phân minh. Tạm thể gọi, có thể gọi nhân quả là một cái tòa án rất là phân minh. Không có thể mà dễ dàng thay đổi hay là chạy chọt được. Kể cả Đức Phật. Quý vị biết không, Đức Phật của chúng ta là một cái vị cha lành ba cõi, là một đấng giác ngộ hoàn toàn trên cuộc đời này. Nhưng mà Ngài có 4 điều không thể làm được. Điều thứ nhất mà Đức Phật không thể làm được là gì? Nhân quả không thể thay. Trí tuệ không thể cho là điều thứ hai. Diệu pháp không thể tả là điều thứ ba. Cuối cùng là gì? Vô duyên không thể độ. Ngày hôm nay, thưa với quý vị, đặc biệt là các khách hàng của công ty Không Thể Khác Thường, các tường, chúng ta có mặt ở đây là những người đều có duyên với công ty các tường. Chúng ta sử dụng, xài và ủng hộ những sản phẩm mà công ty các tường đưa ra, mà ngày hôm nay cụ thể là sản phẩm nụ trầm hương ra đời. Chúng tôi ngồi ở dưới, chúng tôi mới nhớ liền tới câu ông bà mình nói rằng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sớm chài tanh cá, làng nhang thì thơm trầm. Hôm nay chúng ta đón được một cái sản phẩm là nụ trầm hương. Nếu chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này thì chúng ta tạm gọi là chúng ta gần gũi những cái gì? Những cái gì thơm nhất mà hương hay trầm nó gắn liền với cái gì quý vị không? Chùa chiền. Vì theo cái pháp mà ảnh hưởng thân cận, ngạn ngữ nước ngoài có một câu là bạn hãy cho chúng tôi biết bạn của bạn là ai, thì chúng tôi sẽ biết bạn là người như thế nào. Nếu chúng ta gần gũi với trầm hương, với những điều tốt đẹp, luật nhân quả, những lời Phật dạy, vân vân và vân vân, thì chúng ta sẽ là cái người tử tế, người rất là hiền. Cái người này tạm gọi là có gieo nhân lành. Sống trong cái cuộc sống này, chúng ta sống là một con người có tâm, thì tất nhiên là chúng ta sẽ là người hiền. Vì gần người nào thì sẽ ảnh hưởng người đó rất nhiều. Cho nên mới có một câu là đi với Phật thì mặc áo gì nè, đi với ma mặc cái gì. Nhưng mà đi với chồng thì nhớ mặc áo đầm nha, đi với thầy thì mặc áo tràng. Tức là ở đây muốn nói là cái tính chất đó nó phải phù hợp, nó phải đúng. Và đạo Phật rất là đặt nặng về hai chữ nhân duyên. Vì sao? Vô duyên thì Phật cũng không thể nào độ được. Cho nên những vị khách hàng có mặt trong buổi ra mắt sản phẩm mới, một sự kiện đặc biệt của công ty Cát Tường này, là tất cả những quý vị đều là những người có duyên, mà chúng tôi tạm gọi là có cái tiền nghiệp quá khứ. Trước đây quý vị đã từng sử dụng rồi, từng kinh qua, từng trải nghiệm qua sản phẩm của công ty Cát Tường rồi. Hôm nay quý vị mới có mặt ở đây, quý vị mới có cái sự thương yêu, tin tưởng với công ty, và đặc biệt những cái sản phẩm của công ty mà chúng tôi tạm gọi là có cái tiền nghiệp quá khứ. Tức là trước đây cho dù là một tháng hay một năm cũng là quá khứ. Tiền nghiệp là gì? Là những cái sự kiện, những cái việc làm của mình trong trước đây. Và cái điều thứ hai mà chúng tôi nãy giới thiệu là có ba cái yếu tố đó. Yếu tố thứ hai là gì? Yếu tố thứ hai là cái môi trường sống hiện tại. Mình mà có tiền nghiệp quá khứ rồi mà môi trường sống hiện tại không tốt nữa thì cái phước quá khứ, cái điều kiện quá khứ nó không có dịp nó trổ ra. Thí dụ giờ mình tin vào phong thủy đi, mình sử dụng những cái sản phẩm, thí dụ như nụ trầm hương đi, thì khi mà mình xông lên á, nó sẽ có một cái mùi hương đặc biệt làm cho thân tâm mình nó cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, ít có cái sự cáu gắt bực bội, làm cho thân tâm mình nó tỉnh táo, làm chủ được bản thân, hành động, lời nói, vân vân.
Thì chúng tôi nói cái môi trường này nè, tạm gọi là môi trường hiện tại, để giúp cho những cái thiện tâm, hay cụ thể là những cái trí tuệ, những cái đầu óc mà chúng ta suy nghĩ ra những cái điều tốt, để mà chúng ta làm việc, thì nó sẽ dẫn đến thành công nhiều hơn là một cái trong một cái tâm hồn bực bội, khó chịu, uất, vân vân. Mình không có được sảng khoái. Sức khỏe thì ai cũng có, nhưng mà nếu chúng ta sống trong một cái môi trường không tốt thì sức khỏe nó không được phát huy. Nó nôm na vậy. Cái môi trường rất là quan trọng. Gần cái môi trường nào thì ảnh hưởng cái môi trường đó. Sớm chài thì chắc chắn là tanh cá. Mà làng nhang thì chắc chắn là thơm trầm. Chúng tôi không phải lên đây giới thiệu sản phẩm nghe. Hôm nay chúng tôi là một cái người mang cái màu sắc là Phật giáo. Thì Phật giáo cũng có cái nhìn về phong thủy. Đức Phật Ngài dạy rằng là những gì ta nói thì giống như nắm lá trên tay, và những gì Như Lai biết thì nó nhiều như một lá trong một khu rừng vậy đó. Như vậy thì có những điều mà Phật giáo không nói không có nghĩa là không có. Nghe cho rõ, quan niệm về Phật giáo về phong thủy là Phật giáo không phủ nhận phong thủy có hay không có. Nhưng mà Phật giáo thì cũng không có khẳng định. Vì sao quý vị biết không? Vì cái đường lối tu của Phật giáo là nó hướng về điều giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi. Vì quan niệm của Phật giáo là có không còn mất nó chi phối chúng ta quá nhiều. Về cái khổ mà Phật giáo định nghĩa nó có ba lần. Cái khổ thứ nhất mà Phật giáo nêu ra đó là khổ khổ. Là ý nói những cái người mà kém phước, gặp những cái điều không may mắn xui rủi trong cuộc sống, dẫn đến một cái đời sống tạm gọi là quá khổ đau. Sinh ra lớn lên, nói chung là không có được may mắn. Từ học hành, rồi chuyện gia đình, rồi sự nghiệp, rồi sức khỏe vân vân đều là xấu hết. Thì cái này chúng trong Phật giáo gọi là khổ khổ, là những cái người thiếu phước. Nhưng mà Phật giáo lại nêu ra cái khổ thứ hai là gì? Là hoại khổ. Hoại khổ là Phật giáo đề cập đến những cái người sanh ra là có phước. Ví dụ sanh ra là trong một gia đình giàu có, rồi con nhà giàu đi, rồi học giỏi, rồi đẹp trai, có một cái gia đình hạnh phúc vân vân. Nhưng mà những cái hạnh phúc này nè, khổ một điều là nó không có tồn tại mãi mãi với cái thời gian. Mà Phật giáo gọi là vô thường thay đổi. Kể cả sắc đẹp, sức khỏe chúng ta cũng có sự thay đổi theo năm tháng. Kể cả sự nghiệp, gia sản, tiền tài của chúng ta cũng bị thay đổi theo thời gian năm tháng, mà nhà Phật gọi là vô thường. Và khi cái sự vô thường nó xuất hiện đó, cái sự thay đổi xuất hiện đó, thì nó sẽ xuất hiện ra một cái khổ mà nhà Phật gọi là hoại khổ. Tức là hoại đi niềm vui, hoại đi cái điều thuận lợi, thì tự nhiên xuất hiện một cái khổ. Đó là cái khổ thứ hai mà nhà Phật dạy là khổ. Cái khổ thứ nhất là người nghèo khổ, mình tạm khỏi vậy đi. Người nghèo, người bệnh, người thiếu phước khổ. Cái khổ thứ hai là nói đến người giàu, người khỏe, người đầy đủ nhưng mà lại bị mất đi những cái điều kiện đó. Nó xuất hiện cái khổ. Mà giữa hai cái khổ, khổ khổ và hoại khổ này, chưa biết cái khổ nào hơn cái nào. Vì người ta có câu rằng là thà, người ta nói là khổ trước sướng sau thế mới giàu. Nhưng mà sướng trước khổ sau thế mới đạt. Chưa biết là cái người, cái khổ khổ á, là người ta sinh ra người ta khổ từ xưa giờ ta quen rồi. Còn mình sinh ra trong nhung lụa quen rồi, hôm nay mình phải lăn lóc là mình thấy đối với mình cái khổ nhiều khi nó lớn hơn kể cả cái người khổ khổ. Thì trên phương diện này, kính thưa quý vị,
Một điều mà chúng tôi chia sẻ thì nhìn xuống đây xin chia sẻ một câu rất là đặc biệt, theo cái nhìn của Phật giáo thì ai cũng khổ, đúng không nè? Giàu thì khổ theo giàu, nghèo thì khổ theo nghèo, chủ thì khổ theo chủ, mà tớ thì khổ theo tớ. Lãnh đạo giám đốc thì khổ theo cái trách nhiệm của lãnh đạo giám đốc, mà nhân viên công nhân thì khổ theo cái nhân viên công nhân. Cho nên chúng tôi hôm nay xin chia sẻ trên cái sự kiện này một câu mà nếu như quý vị thấy hay, quý vị nhớ là theo cái nhìn của Phật giáo là sự thành công của bạn đó, cho là hôm nay là mình được thành công đi, nhưng mà bạn chỉ đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác. Cái nhìn của Phật giáo như vậy. Tại Đức Phật Ngài nói rằng trong suốt 45 năm Như Lai Hoằng Pháp, Như Lai chỉ nói có hai điều. Điều thứ nhất là gì? Là nêu ra sự khổ. Và điều thứ hai là Ngài dạy con đường để chấm dứt sự khổ. Và cái khổ thứ ba mà chúng tôi nói ra thì quý vị thấy chắc chắn 100% rằng là ai cũng phải khổ. Đó là cái tính lệ thuộc vào trong cái việc có và không, được và mất, thành và bại. Không hiểu từ đâu mà chúng ta lại bị lệ thuộc vào cái tính chất của pháp thế gian nó nặng nề như vậy. Cái hễ sanh ra mà đẹp là vui, mà xấu là buồn liền. Được khen là vui, chê là buồn. Có tài có lộc là vui, thành công là vui, mà thất bại mất tài lộc là buồn. Rồi cũng không hiểu từ đâu mà hễ sống là vui, chết là buồn. Mà chúng tôi xin thưa với quý vị rằng là sanh tử là một nha. Có vui là sẽ có buồn đó. Có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử tử sinh, xuân qua hạ tới, thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Theo Phật giáo nguyên thủy của chúng tôi á, thì cái ngày mà mừng Đức Phật đản sanh á, thì nó cũng trùng vào cái ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn á. Nếu mà mình nô nức mà vui mừng mà đón cái ngày mà đản sanh, cái ngày sinh nhật á, thì đồng nghĩa mình cũng đang nô nức là mừng cái ngày mà chúng ta ra đi. Vì hai cái này là hai cái pháp đối đại với nhau. Nhưng mà đó là chúng tôi đang nói đến cái góc độ Phật giáo một cách tuyệt đối. Nhưng mà trên cái quá trình, trên cái quá trình á, để chúng ta đạt được cái trạng thái tâm tuyệt đối an vui tự tại á, mà không bị lệ thuộc vào cái pháp hành nữa, tức là lệ thuộc vào cái chuyện có không còn mất đẹp xấu nữa, là chúng ta cần phải có cái quá trình là để mà tạo những cái thiện nghiệp hả? Theo như lời của con Hưng đó, là chúng ta tin vào nhân quả. Thì những cái người mà thấu muôn duyên á thì sẽ có một cái đời sống là không than phiền quán trách. Nhưng mà ngộ vô thường rồi đó thì sẽ buông xả tánh mặc duyên. Khi chúng ta chưa biết đạo á thì chúng ta mơ cái quả lành, mơ những cái điều may mắn, mơ những cái điều thuận lợi, hanh thông đến với bản thân mình. Mà chúng tôi tạm gọi là mơ cái quả lành. Bởi vì sao? Tiên tích đức mới hậu tầm long. Đời trước mình có phước, bây giờ bắt đầu mình mới ngồi mình mơ cái phước ở chỗ ra. Mà đa phần ai cũng vậy. Chúng tôi thấy Phật tử đi chùa là cầu cho mình được những cái điều thuận lợi không? Đó là những người chưa biết đạo. Hôm nay chúng ta phải sống một cái đời sống có năm cái lực, đó là trong đó có cái tuệ lực, là chúng ta phải có trí tuệ một chút. Là bây giờ mình biết đạo rồi, mình không mơ quả lành nữa, mà mình chỉ mơ cái nhân lành, tức là những cái công việc làm cho tốt. Ví dụ như cô Asio Louis Đào, cô chỉ mơ làm sao mà chỗ tạo ra được một sản phẩm thật tốt. Đó là điều mà chúng ta mơ. Bởi vì khi mà chúng ta có được sản phẩm thật tốt rồi thì tất nhiên khách hàng chúng ta sẽ thừa hưởng được cái giá trị tốt đó. Mình không cần mơ. Bây giờ cũng đây mong quý vị thương yêu công ty chúng tôi đi nghe, đừng bỏ chúng tôi rồi vân vân, mong như vậy là không có quan trọng nữa. Bây giờ mình không mơ cái đó là lúc mình mới thành lập công ty. Nhiều khi mình chưa hiểu biết, chưa có trí tuệ thì mình mơ cái đó. Mơ làm sao mình được nhiều khách hàng, mơ làm sao được nhiều người yêu thương,
công ty mình, sản phẩm mình, chọn cái sản phẩm mình để họ sử dụng. Nhưng mà bây giờ thì mình đã có một chút Phật pháp gọi là trí tuệ rồi, không mơ mấy cái đó mà chỉ mơ sao? Mơ cái nhân lành, tức là mơ làm sao tạo ra cái sản phẩm thật sự là chất lượng, ISO gì đó của Việt Nam, tức là tạo ra cái sản phẩm phải có chứ, ISO chất lượng. Thì tự nhiên ngũ xã tự nhiên hương, mà ngũ trầm hương, mà ngũ xã tự nhiên hương thì tự nhiên cái sản phẩm này nó sẽ đến tay khách hàng và khách hàng sẽ thương yêu mình. Như vậy thì nhắc lại, khi mà mình mới vào nghề thì mình mơ làm sao khách hàng yêu thương mình. Nhưng mà khi vào nghề lâu rồi, như cô Luia là cô sẽ đi mơ làm sao cổ sẽ ngày đêm tư duy suy nghĩ làm sao tạo ra được một cái sản phẩm nụ trầm hương mà phải đạt chuẩn ISO gì đó, chất lượng. Thì khi người tiêu dùng họ sử dụng thì tự động họ đến với mình. Nhưng mà khi mình biết đạo rốt ráo rồi, nghe cái câu này, biết đạo rốt ráo rồi thì mình nhìn cái quá trình mà nhân lành và quả lành á, từ cái chế tác ra sản phẩm đến người tiêu dùng á, là một cái phản ứng tự nhiên. Vì sản phẩm tốt thì được người tiêu dùng yêu thương thôi, họ chọn thôi. Thấy không nè? Thì chúng ta nhìn vậy với một cái tâm gì? Cái tâm không mơ nữa. Đó. Cái tâm không mơ là một cái loại tâm quân bình trước cảnh mà đạo Phật đang dẫn chúng ta, đang hướng dẫn chúng ta tu vậy. Cho nên đạo Phật không có phủ nhận phong thủy. Tại phong thủy nằm trong cái quả lành nhân lành. Nhưng mà đạo Phật nêu lên cái tột đỉnh của Phật giáo là gì? Là cái tâm quân bình, nhìn nhân lành và quả lành với một cái tâm bình thản, an nhiên. Chúng tôi xin có một cái ví dụ, một cái tâm quân bình trước cảnh, trước cái sự mất còn, trước cái sự được và không được, trước cái lời khen tiếng chê. Thì chúng ta sống làm sao á để mà chúng ta có được một cái trạng thái tâm như vậy? Giống như người ta nói rằng là chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong cuộc sống an lành, ấm êm. Thí dụ như mình giờ mình sử dụng phong thủy đi, chúng tôi xin lỗi nha, chúng tôi xin ví dụ nó cụ thể một chút, sử dụng phong thủy. Rồi đây là nó phù hợp hết đi, tức là mình có tiền nghiệp quá khứ, trước đây mình có tích đức rồi, bây giờ mình sử dụng cái môi trường hiện tại để tạo ra cái quả cho mình. Ha. Nhưng mà cái thứ ba là cái khuynh hướng tâm lý mình không giữ. Mình không được quân bình, mình đắm đuối theo cái sự thạnh lợi đó. Thì chắc chắn một ngày đó mình sẽ khổ đau. Tức là mình mong cái sự giàu sang, mong cái sự thạnh lợi. Mình mong là mình sử dụng phong thủy này mình sẽ được cái gì? Là thứ nhất là sống lâu, là trường thọ nè. Thứ hai là gì? Sức khỏe. Thứ ba là tài lộc, cho nó dồi dào vô. Nhưng mà rồi cái định lực của thế gian, Đức Phật ngài dạy vô thường, có mấy ai sống mãi ngàn năm dữ hoài? Sắc kia dù đẹp cũng tàn chứ. Giàu sang rồi cũng như làn khói hương. Nụ trầm hương luôn. Mà tôi hiểu cái ý của nhà Phật á. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái nhìn sâu hơn một chút. Đó là vượt qua cái mức của chi phối bởi nhân quả mà chúng ta giữ cái tâm bình thản. Ai là những người con Phật phải thức tỉnh thức thời? Sống trong cơn buồn thận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Thì cái người này mới thành công. Nếu mình ngược dòng mà mình thấy mình chán nản, dạng sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản là tiêu. Là làm gì ngày hôm nay có CEO Louis Đào để cho quý vị chiêm ngưỡng, cho quý vị nghe được những cái lời chia sẻ, những cái thước phim tư liệu đặc biệt đó. Nếu mà cổ nản, đúng nè. Đừng là dạng sự khởi đầu nan thì đúng là đương nhiên rồi, nhưng mà gian nan thì không hề nản thì mới thành công. Chúng tôi muốn hướng dẫn quý vị một cái giữ một cái trạng thái tâm quân bình trước cái sự thạnh si có không còn mất, thì cái đó nó trên cả phong thủy. Phong thủy của nhà Phật ở chỗ đó. Nhưng mà nếu muốn được như vậy thì chúng ta phải trải qua cái giai đoạn của phong thủy này. Tại sao chúng ta phải đốt hương, xông hương vân vân để cho cái phòng mà mình tụng kinh hay ngồi thiền hay làm việc á,
nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tâm trạng sảng khoái. Thì trong một cái tâm hồn sảng khoái, một cái sức khỏe tốt, thì tất nhiên chúng ta sẽ làm được những cái việc cao hơn. Thì cái bước phong thủy này, Đạo Phật dạy rằng là nó chỉ là nguyên lý, chứ không phải là chân lý. Đạo Phật không phủ nhận và không khẳng định là bởi vì chỉ nói nằm ở góc độ là nguyên lý. Hôm nay xin cô Lưu Y Đào cho chúng tôi nói theo cái góc nhìn của Phật giáo, và chúng tôi đang ngồi ở đây là một nhà sư. Chứ chúng tôi cũng một là CEO của công ty nào đó, chúng tôi nói khác giống như cô Hương. Chúng tôi dừng lại ở cái chỗ là gì? Là tán thán ca ngợi. Nhưng mà hôm nay cho phép chúng tôi mượn cái sự kiện này để chúng tôi chia sẻ thêm một cái góc độ cao hơn của một cái loại trí tuệ vượt ra ngoài cái sự có không còn mất. Thì như vậy nó bình hơn, bình ổn hơn. Thì cái trạng thái mà quân bình của tâm là gì? Tức là lúc đó giờ mình nhìn cái nhân và quả, được và mất, bằng một cái tinh thần sáng suốt, chánh niệm, hiểu rõ được cái nguyên nhân, thì lúc đó nó sẽ dẫn đến cái tâm trạng chúng ta cũng được thoải mái. Xin ví dụ một cái hình ảnh, một cái buổi sáng sớm đó, có cái người chủ nhà của một ngôi nhà đẹp, giàu có đó, mở cửa nhà ra, thấy trước nhà mình có nguyên một cái bịch rác. Đã qua, trong đó có một mớ bịch ni lông và lon nước ngọt đã qua sử dụng. Thì tất nhiên là cái tâm trạng của cái người chủ nhà đó, theo quý vị là họ bực bội không? Họ bực, họ khó chịu. Thậm chí là nếu mà họ tin vào phong thủy là đây là cái điểm gỡ nữa, cái điểm không may, mới sáng sớm mà gặp cái gì đâu không à. Gặp nguyên một cái bịch rác để trước cửa nhà mày. Họ khó chịu, họ bực bội. Thì chúng tôi tạm gọi đây là cái tâm của người chủ nhà. Nhưng mà thưa với quý vị, buổi sáng hôm đó cái người chủ nhà đó họ ngủ hơi trễ đi, họ chưa kịp mở cửa. Trên con đường đi ngang căn nhà đó là một cái người lụm lon lụm bịch, là cái người đi kiếm ve chai đó. Họ đi ngang con đường đó và họ cũng thấy cái bịch rác đó. Theo quý vị thì cái tâm trạng của người lụm lon lụm bịch này vui hay là buồn hay là bực? Mà có thể họ cho là hên đó. Hôm nay hên quá, đi cái con đường này nhiều lon bịch, trúng mánh á. Nếu mà nói theo phong thủy cũng là sức hành đúng. Sức hành đúng hướng á, đúng giờ đúng hướng á, giờ hoàng đạo nè, và cái hướng này nó hợp với cái tuổi của mình, cho nên mới thu hoạch được nhiều đúng không? Nhưng mà riêng cái bà chủ nhà mới nhìn là mới nói hôm nay là có cái điểm gì gỡ rồi đó, phong thủy này không hên rồi đó nghe, mới sáng sớm rồi có bịch rác rồi thấy là bực bội rồi. Như là cũng một cái cảnh tượng đó, nhưng mà hai cái loại tâm trạng khác nhau. Thì cái người lụm lon lụm bịch này họ rất là vui, họ mừng mà họ sảng khoái dữ lắm. Và họ sẽ lụm hết bao nhiêu rác, bao nhiêu bịch, bao nhiêu lon, họ lụm hết. Mà hình như là càng nhiều thì họ lại càng vui, càng nhiều thì họ cho là càng hên. Là hôm qua nhờ xong cái nụ trầm hương của các tượng, hôm nay mới đi gặp được nhiều như này, họ cho vậy. Còn cái bà chủ nhà thì bà nói chắc quên rồi. Tối hôm qua ngủ tính đốt một cái miếng trầm cho nó thơm xong phòng để ngủ, giấc ngủ để mai cho nó may mắn, mà sao mà quên đốt, mà sao sáng này gặp cái bịch rác. Nghĩ vậy nó cũng đúng. Họ lụm. Nhưng mà thưa với quý vị, cũng câu chuyện đó, sáng sớm thì người chủ nhà chưa mở cửa, cái người lụm bịch á cũng chưa đi qua. Có một cái người thứ ba, không phải chủ nhà, không phải là người lụm bịch, cũng đi trên con đường đó, cũng thấy cái bịch rác đó. Theo quý vị, cái người này họ có bực không? Họ không bực là bởi vì không phải nhà của họ, mà họ cũng chả biết cái bịch rác này của ai. Chỉ có người chủ nhà mới biết không phải của mình mới bực. Còn cái người đi, cái người thứ ba đi ngang, nhiều cái rác của cái chủ nhà sao tao để đó, mắc mới gì đâu mình bực. Và họ cũng không có mừng. Họ cũng không có mừng vì sao quý vị biết không? Vì họ không phải là cái người đi tìm cái đó. Và họ đi một cách an nhiên, bình thản, nhẹ nhàng, không vui, không buồn. Đi ngang cái bịch rác đó, con đường đó, đi lên con đường đó. Thì theo quý vị, ba cái người này, thì chúng tôi tạm gọi là có ba cái tâm trạng. Tâm trạng nhất là tâm trạng người chủ nhà,
Tâm trạng thứ hai là người lụm lon lụm bịch, và cái tâm trạng thứ ba là cái người không phải là chủ nhà lụm bịch. Thì theo quý vị, ở đây thì ba cái tâm trạng này á, ba cái tâm trạng này á, thì cái tâm trạng nào hạnh phúc? Quý vị chọn cái tâm trạng của người nào? Nếu quý vị chọn cái tâm trạng người thứ hai là coi như hợp phong thủy đó. Chọn cái tâm trạng thứ nhất là không hợp phong thủy đó. Chọn người thứ ba là hợp với Phật giáo đó. Như vậy thì cái niềm vui của cái người thứ hai, nó chắc chắn nó sẽ dẫn đến cái nỗi buồn. Vì sao quý vị không? Lụm đi, lụm càng nhiều đi, năm này qua năm nọ, ngày này qua này, ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, nó nhiều lên, bắt đầu nó mới nhiều tiền rồi, bắt đầu xây nhà. Thấy không nè? Khi mình đã có nhiều tiền rồi thì cái người lụm bịch nó sẽ xây nhà. Và khi cái người này xây nhà rồi thì sẽ bắt đầu sống bằng tâm cái người chủ nhà đó. Và khi sống bằng tâm cái người chủ nhà rồi, mà theo cái Phật giáo thì nhìn như vậy thì với cái tâm bất thiện, tâm không tốt, thời gian hưởng phước, phước nó mòn đi, cái tiếp tục trở lại cái người lụm lon lụm bịch. Gọi là cuộc đời này cứ mãi xây vần mà. Phải luôn giữ vững tinh thần mà tu. Tâm này vốn lắm kẻ thù, phải dùng trí tuệ diệt trừ chúng đi. Tức là người có trí tuệ sẽ là chọn người thứ gì nè? Thứ ba. Cũng giống như là bây giờ mình đang ở dưới cái biển khổ đó. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần một chiếc thuyền chèo chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Cho nên chúng tôi mới nói là phong thủy nó chỉ ở góc độ là nguyên lý, nó chưa phải là chân lý. Nguyên lý là sao? Ví dụ như bây giờ mình đang ở dưới cái bể khổ, thì cái điều mà mình mơ ước đầu tiên là gì nè? Phải là cái bè, cái thuyền không? Cái tàu không? Thì cái tàu bè thuyền đó là phong thủy đó, đó là nụ trùm hương đó, đó là cát tường đó quý vị. Cát tường trong nhà Phật là kiết tường, mà kiết tường là hạnh phúc đó. Trong nhà Phật có cái bài kinh. À, chắc cả giờ chúng tôi xin phép quý vị. Đó, thấy không? Người ta nói sư Chánh Định là nhiều chuyện. Chúng tôi mới nói xài cái từ này chưa chuẩn, mà phải xài sư Chánh Định chuyện nhiều. Nhiều chuyện là đi nói chuyện người khác, không hợp phong thủy đâu. Còn chuyện nhiều là phải biết nhiều câu chuyện để kể cho quý vị nghe. Thôi thì chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều điều lắm, nhưng mà lên đây thì hoàn toàn chúng tôi không thể nào sử dụng được những điều chúng tôi nói, mà chúng tôi chỉ nói theo cái cảm nghĩ mà từ khi chúng tôi đặt chân đến cái khán phòng này. Chúng tôi ngồi ở dưới, chúng tôi xem trên đây cô MC, rồi kể cả cô CEO Louis Đào, và kể cả người bạn thân thiết nhất đồng hành cùng cô Louis Đào để dẫn đến ngày thành công hôm nay, đó là cô Hương. Và chúng tôi cảm nhận được những cái điều đó chúng tôi nói. Thì tóm tắt lại ngày hôm nay là chúng tôi đến đây tham dự, và cũng có khi lên đây chúng tôi cũng giống như là một cái lời phát biểu cảm nghĩ thôi, giống như cô Hương vậy thôi, mà nó dài dòng chút. Cô Hương thì nó ngắn gọn rút chiếc lắm, vì cô Hương như được ba tổ chức không cho thời gian nhiều, còn chúng tôi thì hợp phong thủy cho nên được ba tổ chức cho chúng tôi là thời gian nhiều, cho nên chúng tôi nói là dài dòng tí thôi, chứ thật sự là cũng chia sẻ cảm nghĩ cảm xúc của mình. Thì cái điều đầu tiên là chúng tôi xin được chúc mừng cô Louis Đào đã vượt qua rất là nhiều khó khăn. Và như cô đã cảm nhận được cái bài giảng của chúng tôi là muốn thành công qua nhiều thất bại đó. Thì hôm nay chúng tôi xin tặng cô thêm một cái khổ thơ đừng nữa. Đừng đau khổ khi đời nghiệt ngã. Đừng lạnh lùng như sương gió mùa đông. Đừng thở than khi họ đã thay lòng. Đừng liếng tiếc những gì không còn nữa. Đừng thù hận những người làm mình khổ. Đừng phân bua với những chuyện thị phi. Đừng bức xúc những chuyện chẳng ra gì. Đừng bất mãn khi gặp nhiều chướng ngại. Đừng lầm tưởng mọi điều không nhân quả. Đừng quên rằng tất cả cũng duyên sinh. Đừng để tâm nổi sóng gió bất bình. Đừng chấp thủ, để tâm hồn thanh thản. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Và điều thứ hai nữa là được tham dự cái sản phẩm nụ tầm hương này.
Chúng tôi cũng rất là mừng là vì đã chế tác ra được một cái sản phẩm để đưa đến tay người tiêu dùng mà thật sự rất là đặc biệt qua cái lời cam kết của cô. Và cuối cùng xin cầu chúc công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Tường cũng như tập thể lãnh đạo nhân viên có nhiều sức khỏe và cho ra được nhiều sản phẩm nữa để giúp cho đến tay người tiêu dùng, giúp cho người tiêu dùng có được nhiều cái sản phẩm phong phú hơn, tốt đẹp hơn, mang đến sức khỏe, tài lộc, sống lâu cho mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.